Trên tay mình đang là phiên bản iOS 16 mới nhất 16.6.1 và mình đã cập nhật lên cho cái chiếc iPhone 11 Pro Max của mình. Vậy thì trong video ngày hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu xem là trên cái phiên bản mới nhất này thì 16.6.1 có những cái thay đổi và cải tiến gì. Bên cạnh đó là về hiệu năng và thời lượng pin thì nó có thay đổi hay không, và quan trọng nhất là với những cái lỗi bảo mật nó đã được khắc phục chưa. Thì ngay bây giờ hãy cùng mình bắt đầu nhé. Rồi, đi vào yếu tố đầu tiên, đó chính là vá lỗi bảo mật. Cái này thì đến chính ông Apple cũng phải thừa nhận rồi, là trên phiên bản iOS 16.6 nó dính hai lỗi bảo mật rất là nghiêm trọng. Thứ nhất là Image.io. Nôm na là một cái dòng lệnh liên quan tới thư viện ảnh, để các bạn có thể truy cập vào thư viện ảnh để xem ảnh trên iPad cũng như là trên iPhone. Và nếu chiếc iPhone của bạn đang sử dụng phiên bản iOS 16.6 mà hacker có gửi cho bạn những cái bức ảnh này hay là những đường link thông qua iMessage, mà nếu chúng ta click vào thì rất dễ là có thể bị ăn cắp thông tin và hack iPhone. Chính vì vậy, theo mình, nếu anh em nào mà đang sử dụng iPhone mà có phiên bản 16.6 thì nên update thẳng lên 16.6.1 để fix ngay những cái lỗi bảo mật này. Và cái lỗi bảo mật thứ hai đã được khắc phục trên phiên bản 16.6.1, đó chính là nó liên quan tới ứng dụng ví, hay anh em còn gọi đó là ứng dụng wallet ấy. Đấy, thì trên cái phiên bản này, nếu các bạn add thẻ ngân hàng này, căn cước công dân hay là thẻ Starbucks, đại loại là những cái thẻ khác bên thứ ba mà chúng ta không sử dụng app qua các hình thức truyền thống và chính thống, thì chắc chắn là nó sẽ tạo ra những cái lỗ hổng trên phiên bản này. Từ đó hacker có thể kiểm soát được iPhone của bạn, và quan trọng nhất là họ có thể lấy được tiền từ trong thẻ ngân hàng của bạn. Mà theo cá nhân mình là với những cái thứ liên quan tới tiền này và thẻ ngân hàng thì các bạn bắt buộc phải cẩn thận, bởi vì nếu không chúng ta rất dễ bị mất tiền từ trên iPhone. Chính vì vậy, theo mình, giải pháp ở thời điểm hiện tại là anh em nên update lên thẳng phiên bản iOS 16.6.1, sau đó chúng ta mới nên add thẻ ngân hàng này hay là các loại ví khác vào ví Apple Pay. Lúc đó thì nó mới an toàn để chúng ta có thể yên tâm sử dụng. Rồi, ok, bây giờ chuyển sang một cái yếu tố nữa trên phiên bản 16.6.1 mà mình nghĩ anh em cũng rất là quan tâm, đó chính là về hiệu năng và thời lượng pin. Với cá nhân mình nhá, là khi update lên cái phiên bản 16.6.1 lên cái chiếc iPhone 11 Pro Max cũng như là 14 Plus thì mình thấy là nó vẫn rất là ổn định. Kể cả khi mình có đa nhiệm với nhiều ứng dụng hay là mình có chơi game thì nhìn chung là nó cũng không khác gì nhiều so với những phiên bản trước. Tuy nhiên, có một điểm mà mình nghĩ anh em sẽ rất thích này, đó chính là trên phiên bản 16.6.1 ấy thì có rất nhiều bạn nói với mình rằng là nó mát hơn so với cả phiên bản 16.6. Điều này thì đã được xác thực nha, có rất nhiều comment trên các group rồi, chứ không phải là mình nói điều đâu. Thì đây, mình có thể để hình minh họa ở bên phía góc màn hình để anh em có thể tiện theo dõi. Hay kể cả là với những chiếc iPhone ví dụ như là 13 Pro Max hay là 14 Pro Max cũng vậy, thì hiệu năng khi mà mình trải nghiệm và sử dụng với phiên bản 16.6.1 thì nó vẫn rất là ổn định. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì 14 Pro Max thì nó đang sử dụng con chip mới nhất đến từ nhà Apple mà. Thế nên là với những cái phiên bản iOS như là 16.6.1 thì nó vẫn rất là ngon lành. Và mức giá hiện tại mà mình đang tham khảo cho cái chiếc 14 Pro Max tại Di Động Việt thì nó đang rất là tốt rồi, đâu đó chỉ khoảng là 25.690.000 thôi. Cái mức giá này nó sẽ còn tốt hơn nếu mà các bạn tham gia chương trình thu cũ đổi mới hay là trả góp 0% tại Di Động Việt cơ. Cái đường link thì mình sẽ để phía dưới phần mô tả và ghim comment để anh em có thể tiện theo dõi nhá. Đấy, nhìn chung về trải nghiệm sử dụng cơ bản với Facebook này, TikTok hay là YouTube trên cái chiếc 11 Pro Max đã lên phiên bản iOS mới nhất thì mình thấy rằng là nó vẫn rất ổn định. Tuy nhiên, về cái thời lượng pin thì mình chưa thể nào đánh giá cụ thể với các bạn được, bởi vì mình mới cũng chỉ update cái này khoảng 1 cho tới 2 ngày thôi. Tuy nhiên, với cái thời lượng pin mà mình đang sử dụng cái chiếc 11 Pro Max này ở trên phiên bản 16.6 ấy thì mình thấy lên 16.1 nó cũng không khác biệt quá nhiều đâu, và các bạn cũng không phải quá lo, bởi vì mình nghĩ rằng những cái gì tốt nhất, những cái gì được tối ưu nhất thì cũng đã được update lên phiên bản cuối cùng của iOS 16 rồi. Thế nên là anh em cứ yên tâm mà lên. Vậy thì khi so sánh cái phiên bản iOS 16.6.1 với phiên bản iOS 17 beta mà mình có đang trải nghiệm trên cái chiếc iPhone 14 đây thì nó có những điểm gì khác biệt? Cá nhân mình thấy là trên phiên bản iOS 17 ấy, nó sẽ có một số các tính năng mới, hay là chúng ta cũng có thể tương tích được trực tiếp với cả các widget, ví dụ như là ứng dụng Reminder mà mình đang có đây thì anh em có thể tương tác trực tiếp với nó luôn. Nhưng mà mình nghĩ rằng là với những anh em nào mà đang sử dụng những cái mẫu iPhone đời cũ, ví dụ như là những chiếc iPhone 12 Pro Max trở về mà các bạn không thật sự có nhu cầu update lên phiên bản iOS 17, hay là chúng ta cũng không quan tâm những cái tính năng mới trên cái phiên bản đó, thì các bạn hoàn toàn có thể update và sử dụng cái phiên bản 16.6.1 nhá. Còn để chắc cú hơn ấy, thì theo mình khi mà các bạn đã lên 16.6.1 rồi thì chúng ta cũng có thể tắt luôn cái tính năng tự động cập nhật đi, bởi vì nó cũng chẳng để làm gì mà, đúng không? Cứ yên tâm sử dụng ở cái phiên bản này là ok nhất rồi. Ok, và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn.
về iOS 16.6.1 trên tất cả những phiên bản iPhone. Anh em thấy sao? Việc mà Apple vá những lỗi bảo mật này có khiến chúng ta cảm thấy yên tâm hơn hay không? Hay là các bạn thích lên phiên bản iOS 17 với nhiều tính năng mới hơn? Thì hãy comment ở phía dưới để mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào!